Chào mừng toàn thể quý khán giả thân mến đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Về Miền Tây Bắc. Hiện tại thì Long đang có mặt tại một bản làng của đồng bào người Thái Đen. Và ngày hôm nay thì Long xin phép toàn thể quý khán giả thân mến sẽ gửi tới các bạn những cái hình ảnh về một cái nghi lễ đám cưới. Ngày hôm nay là cái khâu chuẩn bị. Đấy, thì thường thường đám cưới thì sẽ trước cái ngày mà diễn ra tịch chính ý, thì trong bản làng thì anh em này, những người thân trong bản làng sẽ đến gia đình để chuẩn bị, là khâu chuẩn bị, tức là dựng dạp này, sau đó là sơ chế những cái món ẩm thực trước để buổi trưa ngày mai sẽ vào cỗ chính. Thì ngày hôm nay Long đến tương đối là sớm để có thể ghi hình cho các bạn từ cái khâu chuẩn bị của đám cưới đồng bào người Thái Đen như nào các bạn nhé. Xin mời các bạn hãy đồng hành cùng Long trong số ngày hôm nay. Xin mời. Một bản làng khá là thanh bình đấy các bạn ạ. Nhìn những cái nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào người Thái nơi đây thì cột vuông. Bên trên nóc nhà thì lợp bằng ngói bờ lô. Bờ lô còn bốn xung quanh thì được ốp bằng gỗ. Cái này mà ví dụ như là bên trên mái mà hiện đại hơn thì có thể lợp bằng tôn nữa. Đấy, những cái ngôi nhà truyền thống thì đa phần là lợp bằng bờ lô thôi. Những cái kiến trúc ở bên dưới thì đa phần bà con sẽ đổ những sân bê tông và sau đó xây công trình phụ, ví dụ xây bếp tách và công trình vệ sinh ở bên dưới. Thứ nhất là để cho cái không gian không còn đun nấu như các cụ ngày xưa nữa. Ở ruộng ở đây thì đó là cánh đồng mường lò của thị xã Nghĩa Lộ mà. Nên là nguồn nước rất là dồi dào, nó bằng phẳng nên là ruộng nương này là được canh tác hai vụ trong năm. Thì các bạn biết là đến cái giờ này thì ở trên vùng cao lúa bắt đầu chuẩn bị chín rồi, nhưng mà ở đây thì đã gặt và đã nhìn dạ xuống mà chuẩn bị cây rồi. Đó. Cây để chuẩn bị vào vụ mới rồi. Đây là một cái phản này, gia đình chuẩn bị buổi sáng ngày mai rất là sớm, các chú dậy từ đêm cơ để thịt trâu. Đó. Nguồn nước lần nhìn chảy kinh khủng không? Nước này thì cung cấp thứ nhất là nước sinh hoạt này, thứ hai là nước để dùng để bơm vào ao cá. Ao cá mà có nước ra nước vào thì lúc nào ao nó cũng sạch và không khí nó được lọc ấy, thì cá tăng trưởng rất là tốt. Mà nhìn xa xa kia có đàn vịt chưa? Đó. Ở đây thì tắm ao mà nước ra nước vào thì vịt rất là sạch, thơm ngon. Đây là gia đình của gia đình nhà gái các bạn nhé. Ở đây thì được gọi là bản non đó, của Nghĩa Lộ. Cây cối đi vào trong nhà thích thật mát này. Đấy, dài hai bên là một hàng nhãn. Nhãn này thì khá là nhiều năm tuổi chứ, đúng không? Đó. Thân khá là to. Ở bên viền ao thì gia đình có trồng những cái hàng xoài này. Ớt chanh các thứ. Khoái lắm, đi đâu mà nhìn thấy ớt thì mình khá là ăn cay các bạn ạ. Mình gắn bó với đồng bào người Mông nhiều nên là cái khả năng ăn cay của Long ngày càng lên. Mà cứ nhìn thấy ớt là hay còn gọi cái câu là sáng mắt ra đấy. Những cái hàng rào được đan bằng lứa. Đan bằng lứa thì đẹp lắm. Xa ra đây, đứng đây chụp ảnh các thứ thì đẹp, yên lành. Đây các anh chị ở bên khung rạp đang dựng rạp cho gia đình rồi. Rạp ở đây thì những cái trụ này thì lại làm bằng bốn thanh và trụ vuông như này, chắc chắn lắm. Nhiều nơi bằng cái trụ tròn bằng cái cổ tay này thôi, nhìn nó siêu vẹo, nó không được thẳng, không được vuông vắn như cái trụ ở đây. Trang trí rất là đẹp. Đây gia đình nhà gái thì cũng là một căn nhà truyền thống luôn. Ở phía sau này thì Long nhìn thấy có đồi cây keo. Ồ, thẳng tưng luôn kìa. Nồi keo này là hơi nhiều tiền luôn đấy. Đây là cây me, cây phượng quá. Đây. Có một cái dàn là nhót leo lên. Hình như nó không nhầm thì cây này cây me gì vậy. Ủa, căn nhà rộng, siêu rộng luôn này. Một gian, hai gian, ba gian, bốn gian, năm gian, nhà sàn năm gian. Đó. Cửa cái thứ là bằng gỗ hết. Chào anh nhá. Sao xong đến nơi rồi nhỉ? Sáng nay mới dựng hả anh? Sáng nay mới dựng à? À, dựng từ hôm qua, cũng nhiều việc ha. Khung sắt ở đây chắc chắn thật đấy.
Đây. Chào chào các chú nhá. Thịt trâu đỏ rực luôn. Ngon quá. Chào cô. Đây cô đang chuẩn bà đang chuẩn bị cái gì đây? Có lạc này. Lạc trắng này. Cái này là tiêu này. Tiêu. Mắc hạt xẻng. Hạt xẻng hay mắc khén đấy ạ? Cái này là riềng, riềng xay. Thơm quá. Ây da, nhìn quả đùi này mới biết con trâu khá là to ấy. Hôm nay các anh các chú mổ từ lúc mấy giờ? Vừa mới mổ được khoảng tiếng. Tiếng. Thịt vẫn còn bốc hơi đây nhỉ? Đây này, vẫn còn ra đây này. Ở đây đúng rồi. Đấy. Cái giống này mà thịt xong là nó còn vẫn còn cái cơ nó vẫn hoạt động á. Giật giật. Con này bao nhiêu cân hả chú? Mình không cân rồi. Tạ rưỡi nguyên thịt không ạ? Cân thịt nên là tính ra hơi là biết là bao nhiêu cân ngay nhỉ? Anh chàng. Cái trâu bò của nhà, trâu của nhà nên là trâu nhà luôn. Trâu ở trong bản làng mình thì đa phần chăn ăn cỏ chứ anh? Có cho ăn cám ngô hay là gì không? Ui. Nguyên cỏ không thì quá là ngon rồi. Sáng thì lên đồi, chiều thì về nhà thôi. Thả trên đồi ạ. Thả trên đồi chứ không phải thả ở ruộng. Mà ruộng trên này thì cũng không có cỏ mấy quá. Vâng. Đây chính ông chăn trâu đang cắt thịt. Cái này lọc này thì các chú anh ở đây sử dụng rất là nhiều các loại dao khác nhau. Dao Thái cũng lọc được mà dao bầu cũng lọc được. Thậm chí là cả dao mèo nữa. Bất chấp, cứ vơ được con nào mình làm ở đấy thôi. Cái công việc mà trong làng xóm là bà con được. Vâng. Ai nhờ đến, đi làm nhiều thành nó quên tay. Cái ở quê mình có một cái đặc điểm rất là hay, ít khi mà ăn nhà hàng lắm. Mà cứ nhà nào có công có việc là bà con làng xóm anh em trong gia đình là cứ hộ nhau. Thứ nhất là không khí nó vui, thứ hai là tình cảm. Chứ ví dụ như mà chỗ nào chật chội mà không làm được thì ra hàng thì cũng vui nhưng mà nó không có không khí mấy. Ăn vội ăn vàng rồi đứng dậy đi về thôi. Không được hát hò, không nhảy múa được như nhà mình. Vâng. Ở trong này thì người Thái Bình là người Thái đen nhiều chứ chú nhỉ? Đúng rồi. Đây đa số người Thái đen nhiều. Vâng. Thế là đám cưới. Số đây, người Thái trắng. Vâng, đám cưới thì cũng nhiều nghi lễ đấy. Hay đấy. Mai thì đọc chị em đàn bà thì tàn cẩu nhá. Vâng. Áo cỏm nhá. Vâng. Đấy. Đấy. Cái ẩm thực rồi cái văn hóa người Thái này rất là đẹp. Vâng. Phong phú đa dạng và vẫn mặc dù là ở thị xã thôi nhưng mà còn gìn giữ được nhiều nét lắm. Thế là vâng là tuyệt vời đấy, chứ nhiều nơi là mất đấy. Rượu hơi ngà và đàn bà thì còn múa xòe nữa. Phụ nữ trên này, phụ nữ uống rượu trên này cũng vui lắm, cũng nhiệt tình lắm. Cháu cũng lên trên này nhiều rồi, cũng tham gia với các cô, các chị này. Đơn theo gia đình nhá. Dạ vâng. Đây tác nghiệp rồi là dùng cơm với gia đình luôn. Vâng, vừa quay để gìn giữ văn hóa. Đấy. Cái thịt trâu này thì dự kiến là ngày mai thì mình sẽ làm những món chính gì anh? Vâng, ở đây thì bà con thì thứ nhất là hay xào rồi. Một món này. Xào là xào với thịt không rồi đấy. Xào thịt không. Có gia vị đấy. Vâng, xào tỏi đấy. Xào tỏi đấy. Vì mình làm cỗ thì nếu mình làm bình thường thì có thể mình cho rau cỏ vào, vâng. Rau muống hoặc rau gì đấy. Nhưng vâng. Mà mình làm cỗ thì đa phần làm thịt không thôi. Vâng. Rau cỏ, thịt mộc này, giò này. Vâng, giò trâu ấy. Cái món này đang sơ chế đây là để đi xay giò. Vâng. Cái xương này thì mình có đun làm nước dùng gì không ạ? Cái lên xong rồi là để ninh thử cho gia vị vào để mai anh em ăn phở ngon lắm. Cái đêm nữa đúng không ạ? Về công tác phục vụ ban đêm cho các bác bếp núc này là làm mấy cân. Vâng. Phở về nữa là anh em đến hộ là ăn mấy người bác. Xong rồi.
Trong đám cưới thì khâu nào cũng tấp nập chuẩn bị, nhưng mà cái khâu mà chuẩn bị ẩm thực này là các bác rất là vất vả, bởi vì đun nấu. Thời tiết nó mát mẻ thì không sao, mà mưa gió hoặc nắng là cái là nóng bức lấm lem. Vâng. Có bếp ga ấy. Vâng. Đỡ nhiều. Ngày trước là các cụ là toàn bên bếp củi, hừng hực than ra. Nhưng mà đấy, như ví dụ mình về các nơi khác, hoặc ví dụ là về Thái Bình nhá, thì người ta ở dưới đấy là có cái bình, có cái bếp gọi là bếp nồi hơi để nấu cơm. À. Nhưng mà ở trên này thì cũng có, nhưng mà bà con không thuê. Vâng. Cho vào xong ga lên nấu than củi thôi. Vâng vâng. Than củi nó có cái khí cháy nó thơm hơn. Phải nói là như mình hay đi hộ như này mà đến cái giờ mà các cô các chị mà sới nồi cơm ra để chia để làm vào mâm đấy, thơm lắm. Vâng. Bữa hôm nay thì Long muốn quay hình chi tiết một chút để tất cả những cái đội ngũ của nam giới đang xẻ thịt, còn không thể thiếu được. Các bạn nhìn thì cứ tưởng là toàn đàn ông vào bếp nhưng không phải đâu các bạn ạ. Đấy, tùy từng món thôi. Ví dụ như là nấu cơm như này đây. Đấy, vừa anh ấy nhắc đến cái song gang này, cái song gang này thì nó rất là dày các bạn ạ. Cái chiều dày của cái song này nó lên gần một phân luôn á, về khoảng 0,8 đến 0,9. Đấy. Dày lắm, mà nấu cơm lúc nào có cháy bên dưới, đến lúc mà mùi cháy nó lên ấy, thì rất là thơm cơm. Ui, đây là rượu à cô? À, đấy, rượu là được nấu luôn, đảm bảo. Rượu này rượu gạo hay rượu ngô của cô? À, rượu gạo. Đấy, đảm bảo quá rồi, không có mua quán, mua hàng gì cả. Đấy, chế biến thịt thì có thể là nhà tự cung tự cấp luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy lợn nhiều, trâu bò có đủ hết. Cái những cái củi đang đun này là cành của cái keo đằng sau rừng nhà mình đấy đúng không ạ? Vâng. À, cháu nhìn thấy nhà mình có cái vựa keo cái đẹp quá, thẳng tưng. Gạo gì mà dẻo thế à? Sáng cù hay là gạo gì đây à cô? Sáng cù đâu qua. Đấy, nấu ăn cứ quanh quanh ở ngoài vườn như này. Ui, ngoài này thì đây, có ba cái bên ngoài này đang xẻ em trâu chính đây. Đấy, các chú bảo món này mới là món đạo diễn chính của bữa ngày hôm nay. Ẩm thực Tây Bắc. Bịa trâu. Hay gọi là ướt trâu ấy. Nhưng mà bây giờ là trước người Thái hay ăn, nhưng mà bây giờ là kinh ăn hết rồi. Ui dồi ôi, đặc sản đấy ạ. Bây giờ cái gì cũng đặc sản hết rồi. Vâng. Cái này trâu nó thả trên rừng mà. Vâng. Không phải là trâu mình toàn nuôi, toàn là trâu ăn cỏ thôi đúng không ạ? Cỏ đấy. Nó sạch sẽ ở đây thì các chú dùng cái bạt và rửa ráy rất là sạch sẽ rồi, rửa chân tay vào cái bạt này mổ xẻ. Vâng. Đấy sạch... cái này là bia nó đấy. Ai da? Là bia bằng này đấy. Anh hôm nay làm bia già này cơ ạ. Không, tí là phải cho vào rổ là đọc lọc chứ nhỉ. Bia này thì mình sẽ làm canh hay mình làm nước chấm ạ? Nước chấm thôi. Đó là mỗi mâm là ví dụ tối nay ăn thôi, còn cái tiệc chính thì không. Vâng vâng, chắc chắn là chú ý. Hôm nay là cái món gọi là khâu chuẩn bị. Đấy, gia đình đỡ đần ăn với nhau đấy. Chứ chưa có các khách. Vâng. Vâng, mai tiệc chính. Ở đây cháu cũng thấy người Thái mình mà cũng sử dụng nhiều cái dao của người Mông nhỉ? Đây đây đấy. Các chú cũng dùng quen cái loại dao này à? Dao mèo mà. Vâng vâng, dao của người Mông đấy. Đấy. Đây, còn bên này thì em Châu đang được xẻ ra. Quang mới đang chốt. Đây đây đây, xe rùa thôi. À sao xe rùa luôn được cái này. Đấy, dao mình cái là bờ dao luôn, mất mua ăn rồi. Cái non thì mình đã tách ra hết để làm pịa rồi. Còn cái quả già già kia là cho lên xe rùa, đẩy ra ao. Đúng cái nó có mang nước ngoài. Vâng. Cá này được bữa non đi. Cá không ăn đâu. À không ăn đó chú. Tưởng cái cá được bữa non đi.
rất là đơn giản thôi. Khi mà ăn cỗ tại gia đình thì có những cái khoảng đất như đất vườn ấy thì sẽ tận dụng để mai có thể kê bàn và làm cỗ. Thì đối với cái đất vườn này thì muốn sạch sẽ thì thứ nhất là phải tôn tạo lại, sau đó là giải một chút cát này, có thể là giải bạt nữa. Cái ô tô đang chở cát ở đây thì rất là gần những cái dòng suối này, có cả sỏi cả cát ấy, đổ về cho bằng phẳng và đỡ người đi lại nhiều, đỡ lấm bùn. Nhiều nơi thì Long tới phung dạp chuẩn bị thì đa phần là cái quạt công nghiệp ấy, nhưng mà ở đây thì có thấy rất là nhiều quạt trần kết hợp với cả quạt công nghiệp nữa. Ây à, con xe này chắc là cũng già phết rồi. Chắc là một cầu nên mới thiếu này. Lên luôn. Đây cái ao chuông này vuông vắn lắm, đẹp thật sự luôn ạ. Ao này mà kè được cái bờ đằng kia vào nữa thì tránh kiểu sạt lở, sợ nó sạt sang bên kia thì nước ấy đi mất. Nên là đẹp. Ao đây thì vừa để nuôi cá này, vừa để thả vịt này, vừa cũng là kết hợp để có những cái khu vực ghim cọc tre để ngâm gỗ nữa. Thường ngày trước các cụ mà còn chưa sản sinh ra sơn ấy, thì thường thường là sẽ có những cái gỗ trên rừng thì sẽ lấy về, sau đó là ngâm bùn ao thì đến lúc mà trong quá trình sử dụng cho xây dựng nắp nhà các thứ thì nó sẽ không bị mối mọt, đỡ hơn rất là nhiều. Còn bây giờ thì có sơn thì nó cũng đỡ hơn, có nhiều cách lắm. Chứng tỏ các cụ ngày xưa rất là thông minh nhé, nghĩ ra rất là nhiều những cái phương án khác nhau để làm thô sơ. Và đó là tuyệt vời đấy, không gian trong nhà thì cũng chim chào màu mũ này, má đỏ hông hào rồi, gà mái đẻ, gà trọi các kiểu. À, bên trong này còn có nhà đi ngõ bên trên này nữa, những cái đối nhỏ đi sâu vào chân đồi. Mặc dù gần đây chân đồi thôi nhưng mà cái rừng keo này cây nó thẳng cao thì nó cũng khá là thoáng mát, không có muỗi và cũng không có kiểu quá rậm rạp nên là cũng trong lành. Này các cô các chị đang đấy, nam giới thì chuẩn bị món chính, còn phụ nữ thì phụ hành hành tỏi tỏi. Đấy, người Thái đen mình đây là tàn cẩu đúng không cô? Đấy, những người phụ nữ mà có gia đình rồi là trong cái lễ cưới ấy, là sẽ gọi là tăng cẩu, là buộc tóc túm cao lên như này. Đi đến bản làng của đồng bào người Thái đen là ai mà chưa thành lập gia đình cái là biết ngay. Như chị áo hồng kia thì chị tăng cẩu năm bao nhiêu tuổi? Đấy thì đang hỏi là lấy chồng năm bao nhiêu tuổi đấy. Lấy chồng sớm, càng cầu sớm. Ừ. Đây chắc là cũng muộn muộn rồi cô nhỉ? Cũng phải đủ tuổi chứ. Hiện đại rồi, bây giờ không như ngày xưa. Ngày xưa các cụ là cứ 15, 16 cái là sướng ngay. Vâng. Cái quả lạch cạch này là tiết canh hả anh? À, tiết canh trâu như là cuống họng với cả sụn bằm ra. Quả tiết canh trâu này thì ngọt như đường. Ngon nhất. Làm tê dây dòi. Trâu nhà nuôi thì quá là đảm bảo. Đây, chú hầu như là đã sơ chế rửa ráy sạch sẽ hết rồi, bây giờ giải ra đây để cân với chia ra. Mai làm 80 mâm chú nhỉ?
80 mâm thì phải cân số lượng thịt để mình biết đường là phân ra bao nhiêu thịt để xào, bao nhiêu thịt làm giò, đấy, bao nhiêu cân đấy. Còn những cái thịt như phần ba chỉ các thứ này thì với cả xương nữa thì sẽ để ở đây. Cân thịt ngon, còn những loại này thì sẽ làm những cái món tổng hợp. Quả da này thì có chế biến món gì không hả chú? Các ông chế biến à. Da này để mấy ông nữa kia cho anh em về hộ mỗi người một miếng thôi. À, mỗi người. À, nấu canh được hả chú? Ừ. Nấu canh có phải linh lâu không chú? Linh lâu xong mình cho bon vào, bon ngọt đấy. Bon là cái cây bon nó như nào cháu không chưa biết. À cây mồng. À. Nhưng mà nó là cái dạng lộn dạng cũng dòng họ đấy. Và cũng dòng họ. À, cái cây đấy cũng lộn được đấy chú nhỉ? Cây đấy lộn được đấy. Vâng. Nấu thế thì phải cho xén này. À. Hạt rổi nha. À, bỏ cái rổi đấy. Vâng, có tí làm tí gừng không chú? Gừng nữa. À. Cho ra mùa nữa. Cái đấy vào mùa đông mà hút bát canh đấy vào thì quá tuyệt vời. Vâng. Nhưng mà không biết như mà cái giống đây ăn mùa đông nó ngon. Đúng rồi. Các cháu ở dưới con nhá. Đấy con hay ăn ở đây hay ăn như thế. Anh ở bên kênh nào anh? Em kênh về miền Tây Bắc ạ. Vâng. Còn cái món quả món này nữa anh trần để tí nước thái xào của anh cái này để trần qua một chút sau đó nó sẽ bỏ ra thái xào giòn lắm đây. À, những cái đồ này là để chuẩn bị cho cô dâu ngày mai đây hả chú? À, cô dâu để đồ dùng. Vâng. À, rồi, chuẩn bị những cái đồ dùng thiết yếu phẩm cần thiết. Đồ dùng cá nhân, giày dép, đồi niêu, song chảo, móc quần áo, chậu, khăn mặt. Cô là mẹ của cô dâu đúng không ạ? Mẹ cô dâu. Mẹ cô dâu. Không khí đến đỡ rồi, bởi vì hôm nay là buổi sáng ngày hôm nay thì cũng chưa đông hẳn đâu các bạn ạ. Đến chiều ngày hôm nay và sáng ngày mai thì người thân sẽ đến đỡ rất là đông. Bây giờ thì Long quan sát được khung rạp này kèm theo đội bếp các thứ này cũng lên đến hơn 20 người rồi. Đấy. Cơ bản hôm nay thì tập trung vào cái em trâu này để sơ chế làm sao cho nó hoàn hảo nhất. Cái này chỉ lọc một phát thôi. Lọc qua đi kia để nấu mà. Lọc với cái ướt non. Nói chung là người Thái gọi là năm pịa mà. Năm pịa. Người Thái gọi năm pịa. Đi đang đang người lá đang món ăn làm một chút điểm chưa các bạn ạ. À, chiều nay thì mới làm. Thơm lắm rồi. Đấy, chuẩn bị lên mâm rồi đây. Nóng hơi nóng tí anh ạ. Ong à. Cái này gọi là cái ong sách của nó. Sách. Cái này chấm tí chấm với nước chấm gì ạ? Ở đây thì mình chấm nạp pịa nó đâu quá. Chấm thằng quả nạp pịa đắng ngọt ngọt, thơm thơm. Bùi đấy. Đây, sau này là cái công tác đang chuẩn bị để bánh tiết canh trâu. Cái cuống họng với cả những cái sụn đấy, thịt lạc băm ra này rất là thơm rồi. Có rau thơm nữa, một chút hạt dổi, rau mùi. Đấy. Cái tiết thì đỏ rực. Đây phải đợi nhân nó nguội các bạn.
nhân nguội đánh mới đông được. Hôm nay chú sẽ đánh với tỷ lệ 1-1 à? 1-2 à? Đi số 19 mới đấy. Hả? Nhờ số 19 mới đấy. 1-2 là mà, tức là đánh ví dụ như là một muôi tiết thì sẽ là 2 muôi nước sôi để nguội. Đấy. Đánh mấy tiết mấy nước đấy chú? 2 nước. Đánh như này thì sẽ không dùng đũa đảo. Ví dụ dùng đũa đảo thì cái váng mỡ nó sẽ nổi lên trên chú nhỉ? Nên mình chỉ cho tiếp vào mình dấp dấp mặt một chút thôi. Đi vào bếp phát hiện ra cái vỉ cá rô phi nướng này. Đây, cá này cá ao mình rồi. Vàng thơm quá. Ở đây thì cái không khí của buổi sáng ngày hôm trước mà cụ Trình diễn ra ấy, thì là cái khâu chuẩn bị của anh em và trong gia đình thôi, cũng cơ bản là toàn những người biết làm nên là nhân lực cũng không cần quá đông mà đã chuẩn bị sơ chế hầu như đã xong tất cả món chính cho ngày mai rồi. Đây thì ngày mai sẽ có cái món trâu xào rồi đấy, giò trâu nữa và canh xương các thứ đầy đủ hết rồi, chỉ bổ sung thêm mai có thể bổ sung thêm gà đấy, canh các thứ nữa thôi là đã một cái đám cưới đầy đủ đấy, các món chính tiệc. Còn những cái món mà ví dụ như lợn pịa này thì rất là hay ăn nhưng mà nó không cho vào món chính được đấy, dù sao thì nếu mà các bạn không biết ăn thì nhìn thấy thì nó rất là ghê. Hình dung nó ghê nhưng mà mọi người mà ăn đã quen rồi thì cảm giác nó lại ngon, nó vị có vị đắng, vị ngọt, ăn vào nó ngọt ngọt đắng đắng, có một chút những cái gia vị vào nữa thì lại có mùi, cái mùi hôi sẽ không còn nữa. Và cơ bản trâu này thì là trâu ăn cỏ sạch nên là cái lượng lợn pịa thì nó sẽ không có mùi quá là khó chịu. Đây mắc khén các thứ là cũng được bổ sung vào cái nấu pịa này. Các bạn nhìn thấy ở góc màn hình chưa? Đấy, em Châu kia thì chắc là cùng lứa với em Châu hôm nay đã được thịt để phục vụ cho đám cỗ ấy. Thì nghe thì Long quay những cái hình ảnh nó mang cái tính chất về thịt Châu các thứ này thì nói chung là nó là giết mổ mà thì mọi người xem thì cũng có những cái hình ảnh nó không được hay lắm. Thì Long chỉ truyền tải một chút những cái ẩm thực và cái khâu chuẩn bị như thế thôi. Thì nói chung là ẩm thực thì chúng ta bắt buộc là phải dùng thịt gà, cũng chúng ta cũng phải dùng thịt lợn, chúng ta cũng phải dùng thịt trâu, thịt bò chúng ta cũng đều phải dùng. Nhưng mà cái quá trình mà
thực hiện nó thì nó hơi bị nhiều người ấy, thì mình ăn chay các thứ thì nhìn nó không được hay, nhưng mà dù sao thì đó là những cái nguồn thực phẩm hàng ngày của chúng ta thôi, nên là chúng ta thực tế một chút. Đó. Long xin phép gửi cho các bạn những cái hình ảnh rất là thú vị, một công cuộc chuẩn bị bữa cỗ, gọi là bữa cỗ phụ đấy. Còn buổi tối ngày hôm nay thì hay có cái bữa cỗ mà các vị khách đến thì tham gia với gia đình thì hay còn gọi là bữa ăn nháp ấy. Thì hôm nay là cái công đoạn chuẩn bị cho cái ngày hôm đó, dựng giáp này, thịt trâu này, và chuẩn bị sơ chế như là bàn ghế các thứ, và chuẩn bị cái đồ để cho mai cô dâu đi về nhà chồng. Nên là chuẩn bị hết trong ngày hôm nay. Sáng sớm ngày mai thì sẽ thực hiện những cái món ăn cơ bản, như là công tập trung vào việc xào nấu này, mổ gà, sau đó là luộc xong là chặt giò các thứ, nó sẽ được sắp ra và cho lên đĩa để trưng bày, loa đài để phục vụ đón tiếp khách của gia đình thôi. Video này thì Long xin phép được truyền tải tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số gần nhất trên kênh.